Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Phú Trọng đánh bại Phạm Minh Chính ở nước cờ lớn. Nhân sự cho ban bí thư và nhân sự cho chính phủ là cuộc ngã giá giữa hai bên. Trong chính phủ thì có Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xem như chịu ảnh hưởng của Tổng bí thư xưa đến nay. Nếu Tổng bí thư mà cấy được người của mình vào chính phủ thì xem như Tổng bí thư sẽ thành công. Trong các người làm chức bộ trưởng, người đáng đề cập đến nhất là Phùng Xuân Nhạ. Càng về sau, người ta mới hiểu rằng sở dĩ Phùng Xuân Nhạ mang rất nhiều tai tiếng và năng lực rất yếu kém nhưng cuối cùng cũng trụ lại được ở chính phủ của Nguyễn Xuân Phúc hết nhiệm kỳ là do ông Tổng bí thư chống lưng. Một người mà được ông Tổng bí thư chống lưng thì dù có bị ai đá văng thì ông ta cũng không thất thế. Thực tế vì quá yếu kém mà ông Phùng Xuân Nhạ đã bị Đại hội 12 đá văng ra khỏi Trung ương Đảng khóa 13, mặc dù ông Nhạ được Trung ương Đảng giới thiệu. Tuy nhiên, sự thất bại của ông Phùng Xuân Nhạ chỉ là phương án A, ông Nhạ còn có phương án B, thậm chí là phương án C. Phương án B là vẫn ngồi lại ghế bộ trưởng ngay cả rớt ủy viên Trung ương. Nhưng rõ ràng ý đồ này của Nguyễn Phú Trọng đã bị Phạm Minh Chính bắt bài và loại thẳng tay ông bộ trưởng đầy tai tiếng này. Đây là hình ảnh đẩy được ông Phùng Xuân Nhạ sang ban bí thư, ông Phạm Minh Chính thắng Nguyễn Phú Trọng nước cờ nhỏ. Đây được xem là thất bại của Nguyễn Phú Trọng trước Phạm Minh Chính trong vấn bài sắp xếp nhân sự. Ông Phạm Minh Chính là con người cẩn thận. Ông ta sẽ không dễ dàng dung nạp vào con người mà chuyên mang lại phiền phức cho ông ta. Phạm Minh Chính có thể dùng Nguyễn Kim Sơn chứ không thể dùng Phùng Xuân Nhạ. Bởi Phùng Xuân Nhạ đã là một bộ trưởng tệ nhất nên Nguyễn Kim Sơn chỉ có thể là tốt hơn hoặc tệ lắm là tệ như Phùng Xuân Nhạ mà thôi. Và lại một con người yếu kém mà là người của Nguyễn Phú Trọng thì ông Phạm Minh Chính khó mà thay đổi nhân sự ở ghế Bộ trưởng Bộ Giáo dục được. Dư luận cho rằng tại quốc nội thì ông Phạm Minh Chính vẫn hơn, nhưng quốc tế thì ông Trọng có vẻ như vẫn cứng cựa hơn ông Chính. Cả tháng này, Bắc Kinh đã điều tàu ra bãi Ba Đầu để gây sự, tình hình Biển Đông đã trở nên căng thẳng một cách bất thường. Philippines thì đã phản ứng rất mạnh mẽ, thậm chí Bộ Quốc phòng Philippines đã điều tiêm kích bám sát mục tiêu. Và thậm chí Liên minh châu Âu cũng lên tiếng về hành động gây hấn của Tập Cận Bình. Ấy vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng lại không có bất kỳ một động thái tích cực nào để phản đối Trung Quốc cả. Đây là bài toán khó mà ông Tập Cận Bình đã đặt ra cho ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính giải quyết. Với kinh nghiệm trên 10 năm đứng đầu đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã xem đây là cơ hội hơn là thách thức. Hiện nay, việc dân chỉ trích Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư nhu nhược đã trở nên nhàm chán và quá nhiều. Và đã 10 năm nay, ông Nguyễn Phú Trọng đã chưa ra với dư luận và ông có thừa kinh nghiệm để đối phó với dư luận, trong khi Phạm Minh Chính chưa có kinh nghiệm như vậy. Được biết, từ tháng 10 năm nay, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chỉ phát ra một giọng điệu như nhau, như một thứ giọng mà Bộ Ngoại giao đã tính toán sao cho người dân không có cớ chỉ trích đảng nhưng cũng không làm cho Bắc Kinh phải phật lòng. Câu nói của bà Lê Thị Thu Hằng luôn nói, các bên cần phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Nhưng rõ ràng phía Trung Quốc không hề tôn trọng luật pháp quốc tế bao giờ cả. Và Việt Nam thì đã không phản đối điều đó một cách rõ ràng trong những vụ án gần đây xảy ra trên Biển Đông. Đây là hình ảnh lấy lòng Trung Quốc, Nguyễn Phú Trọng vẫn đang trên cơ Phạm Minh Chính. Tập Cận Bình thừa biết Bộ Quốc phòng là bộ thuộc chính phủ, nhưng ông Tổng bí thư là Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Chính ông Tập Cận Bình cũng nắm chức như vậy bên Trung Quốc. Vì vậy, việc cử mỗi bên là cử hai bộ trưởng Bộ Quốc phòng gặp nhau để nói chuyện tình cảm anh em cho thấy Nguyễn Phú Trọng đã rất cao tay. Ông ta đã dùng ưu thế của mình để lấy lòng Tập Cận Bình khi Tập Cận Bình gây sự để thử lòng Hà Nội. Ông Phan Văn Giang vốn là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương và bên Trung Quốc cũng như vậy. Ông Ngụy Phượng Hòa cũng là Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Hai ông này gặp nhau nói chuyện anh em, xem như là hai bàn tay phải của ông Trọng đã bắt tay với tay phải của Tập Cận Bình. Trong vấn đề này, ông Nguyễn Phú Trọng đã giành phần hơn khi mà ông không cho Phạm Minh Chính có cơ hội để thể hiện điều này. Cũng phải nói rằng ở ván cờ lấy lòng Bắc Kinh, Nguyễn Phú Trọng đã thắng Phạm Minh Chính. Và rõ ràng như vậy thì Tập Cận Bình đã khen ngợi Nguyễn Phú Trọng là điều không thể tránh khỏi. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bắc Kinh đã cho guồng máy tuyên truyền khen ngợi Hà Nội là không đi theo mấy nước khác chống lại Trung Quốc. Vào hôm thứ Ba ngày 27 tháng 4, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Bắc Kinh có hai bài bình luận khác nhau về các lời cam kết của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam
khi tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa một ngày trước nhân dịp ông ta chính thức thăm Việt Nam. Cuộc thăm viếng cho thấy thái độ của Hà Nội với Bắc Kinh vẫn là mối quan hệ giữa hai nước cộng sản anh em, núi liền núi, sông liền sông, chứ không có chuyện ăn ở hài lòng. Đây là hình ảnh tờ Hoàn Cầu Thời báo đã khen thái độ nhu nhược của Việt Nam. Hai bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời báo, một bài của biên tập viên tờ báo, một bài của ông Li Kangsheng là Lý Khải Sinh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế thuộc Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải. Cả hai bài đều dùng lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Việt Nam đã xác nhận Hà Nội nhấn mạnh rằng Việt Nam sẽ không bao giờ theo chân các nước khác chống lại Trung Quốc. Hôm thứ Hai, Tân Hoa Xã cũng tường thuật vụ này và cũng chỉ kể lại những lời đó. Nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo mang ra bình luận để vừa tuyên truyền vừa cột các chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam vào những lời cam kết đó. Tờ Hoàn Cầu Thời báo luôn luôn được Bắc Kinh sử dụng như một kênh bán chính thức từ đả kích, chửi rủa cho nên ca ngợi, vuốt đuôi trên tất cả các đề tài và thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ báo này năm ngoái cũng từng lên mặt cảnh cáo người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đừng theo Washington mà chống Bắc Kinh, vì làm như vậy sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tờ Hoàn Cầu Thời báo đã thuật lại lời ông Nguyễn Xuân Phúc nói có bản tin của Tân Hoa Xã là Việt Nam cương quyết tôn trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc, tức là hiểu ngầm bao gồm cả Đài Loan, và chống lại bất cứ thế lực nào can thiệp nội bộ tình hình Trung Quốc. Rồi bình luận rằng đó là dấu hiệu cho thấy Mỹ và các nước phương Tây thấy Hà Nội là sẽ không để cho các thế lực bên ngoài lợi dụng nhằm kiềm chế Trung Quốc. Ông Lý Khải Sinh bình luận rằng lời nói của ông Nguyễn Xuân Phúc là lời cam kết không những với Trung Quốc mà còn bắn tiếng cho Mỹ nữa. Nghĩa là Việt Nam không bao giờ tham gia vào các tranh chấp giữa các đại cường giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ cũng chẳng về phe Mỹ để chống Trung Quốc. Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông ta đã thắng Phạm Minh Chính ở nước cờ này với lời khen ngợi của ông Lý Khải Sinh rằng Hà Nội cũng hơi ồn ào tuyên bố về những gì đang diễn ra ở đá Ba Đầu và một số lời bình luận trên báo chí quốc tế cho rằng càng tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về chủ quyền biển đảo có thể đẩy Hà Nội nghiêng hơn về Washington. Nhưng Việt Nam là một nước cộng sản như Trung Quốc, tin vào những giá trị khác thì những nỗ lực lôi kéo Hà Nội hoặc kích động mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh thì sẽ không có tác dụng đến mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc, ít nhất là trong giai đoạn. Đây là hình ảnh việc cử Phan Văn Giang gặp Ngụy Phượng Hòa được xem là nước cờ cao tay của ông Nguyễn Phú Trọng. Nói theo lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng là chúng ta có thế nào thì người ta mới đối xử với mình như thế chứ, là rất đúng trong trường hợp này. Với hành động sai Phan Văn Giang gặp gỡ Ngụy Phượng Hòa để khẳng định thái độ thuần phục của Hà Nội đối với Bắc Kinh đã làm cho phía Trung Quốc an lòng. Bài thử Bắc Kinh đã thành công, một bài thử đe dọa những chủ quyền quốc gia. Thay vì cảm thấy lo lắng, ông Nguyễn Phú Trọng xem đó là cơ hội để tranh nhau tỏ thái độ thuần phục thiên triều, thì có thể nói đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền thì chủ quyền quốc gia luôn trong tình thế bị mất mát liên tục. Sân khấu chính trị Việt Nam hiện nay rất bát nháo, họ rất manh động và nhân dân nhưng lại rất yếu với ngoại bang. Cả Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Minh Chính ắt nhận ra điều đó. Điều đáng buồn là trong mối nguy hiểm của đất nước, người Cộng sản lại tìm thấy cơ hội chính trị cho riêng của mình. Người dân không có quyền gì thì số phận đất nước luôn luôn là như vậy. Trong thời Cộng sản, đất nước này gặp trang lịch sử đen tối và đáng buồn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 4 năm 2021 với bản tin Nguyễn Phú Trọng đánh bại Phạm Minh Chính ở nước cờ lớn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.